qua các cái trao đổi thảo luận của các diễn giả thì rõ ràng là cái dịch Covid nó đã và hiện tại này đang diễn biến là rất phức tạp và nó vẫn tác động ảnh hưởng rất là tiêu cực đến các cái hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới và đặc biệt là cả cái hoạt động xuất khẩu cái nông sản qua địa bàn Lạng Sơn. Thì để tháo gỡ các cái khó khăn và tạo điều kiện cho nông sản xuất khẩu nói chung và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nói riêng được ổn định bền vững thì Bộ Công Thương cũng đã đưa ra những cái khuyến nghị rất là cụ thể. Thì xin hỏi ông Trần Thanh Hải là để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản trong thời gian vừa qua và hiện nay cũng như đặc biệt là trong thời gian tới để nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc được ổn định bền vững thì Bộ Công Thương đã đang và sẽ có những cái giải pháp như thế nào? Có thể nói là xuất khẩu nông sản một cách bền vững thì luôn là cái sự trăn trở của các bộ ngành và trong đó trước hết là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thì trong thời gian vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp là để tiến hành đánh giá và có những cái rà soát đối với từng các cái loại mặt hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là đối với các mặt hàng mà liên quan như là mặt hàng trái cây, là những cái mặt hàng mà chúng ta có cái xuất khẩu rất là lớn sang Trung Quốc. Qua đó thì xác định được những cái vùng trồng và những các cái tiêu chuẩn để có thể đáp ứng được với cả phía nước bạn. Bên cạnh đó thì Bộ Công Thương cũng đã làm việc cụ thể với cả các cái hiệp hội ngành hàng để qua đó là cũng có cái thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp về cái việc là hiện nay cái thị trường Trung Quốc không còn coi là một cái thị trường dễ tính nữa và các doanh nghiệp của chúng ta ngay từ cái khâu sản xuất là chúng ta đã phải có được cái ý thức là đáp ứng được những cái tiêu chuẩn về mặt chất lượng, nhưng bên cạnh đó phải đáp ứng được cả những cái tiêu chuẩn về mặt truy xuất nguồn gốc cũng như là đăng ký vùng trồng. Và những cái đó thì sau này nó không chỉ ở thị trường Trung Quốc mà khi các nông sản của chúng ta ra các thị trường khác chúng ta cũng sẽ đều phải đáp ứng. Tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng đã làm việc với cả Bộ Giao thông Vận tải để có cả cái hỗ trợ về cái mặt chi phí logistics, đặc biệt là trong bối cảnh như dịch bệnh như vừa qua thì chúng tôi cũng đã có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cái doanh nghiệp vận tải giảm giá các cái chi phí vận chuyển cũng như là phí cầu đường, hoặc là kêu gọi các cái doanh nghiệp về có kho lạnh có thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp nông sản đưa nông sản vào đấy có thể lưu giữ được một khoảng thời gian dài hơn nhưng với một cái chi phí nó hợp lý hoặc là được giảm bớt. Cũng như là cái trong cái quá trình vừa rồi chúng ta thấy cái quy trình phòng chống dịch thì nó cũng đem lại hiệu quả để giúp là kiểm soát được cái việc lây lan, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng làm chậm lại cái tiến trình lưu thông của hàng hóa. Thì Bộ Công Thương cũng đã trao đổi với cả Bộ Y tế để đưa ra một cái quy trình phòng chống dịch hợp lý tại khu vực cửa khẩu và cũng đã tiến hành áp dụng từ Lào Cai, Lạng Sơn đến Quảng Ninh. Thì trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã phát huy được cái kết quả để giúp cho hàng hóa của chúng ta lưu thông được tốt hơn. Và với kết quả đó thì tính đến ngày hôm qua thì trên toàn tuyến biên giới chúng ta cũng thấy là phía Việt Nam chúng ta cũng đã xuất khẩu được khoảng 28.000 xe sang đến Trung Quốc cũng như là đã nhập khẩu khoảng 24.000 xe ở trên các địa bàn tập trung chủ yếu là Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh và có một số ít ở Cao Bằng. Xin cảm ơn ông Trần Thanh Hải. Thì góc độ của địa phương có cái hoạt động giao thương với Trung Quốc và có rất là nhiều cửa khẩu có thể xuất khẩu cái hàng nông sản sang Trung Quốc. Xin hỏi ông Phùng Quang Hội là tỉnh Lạng Sơn đã có những cái giải pháp như thế nào trong thời gian vừa qua để tháo gỡ khó khăn cho các cái mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, cũng như là trong thời gian tới đây thì tỉnh Lạng Sơn sẽ có những cái giải pháp như thế nào để mà thúc đẩy các cái hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và xuất khẩu cái mặt hàng nông sản nói riêng qua địa bàn Lạng Sơn tiếp tục lấy lại được cái nhịp độ sôi động và tăng trưởng một cách bền vững. Trước hết là tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trong công tác phòng chống dịch, và đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị. Bên cạnh đó vẫn đảm bảo cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn để thực hiện cái mục tiêu kép mà Thủ tướng đã chỉ đạo chung trên toàn đất nước. Tại tỉnh Lạng Sơn thì cũng đã đưa ra rất là nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy cái năng lực, tăng cái năng lực thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thì trước hết là lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã chỉ đạo các lực lượng ở tại cửa khẩu
thực hiện đúng quy trình phòng chống dịch ở tại cửa khẩu để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân, rồi cho doanh nghiệp, cho người lao động và cho các lực lượng chức năng ở tại cửa khẩu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì có 231,7 km đường biên với Quảng Tây Trung Quốc. Thì hiện tại đã các lực lượng chức năng, trong đó là biên phòng là lực lượng chủ đạo, đã thiết lập là 113 lán cố định và 30 đội cơ động để giải trên dọc đường biên để thực hiện tốt công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và các đường mòn lối tắt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với quân số của các lực lượng biên phòng, công an xã, dân quân và hải quan gần 1.000 người để đảm bảo công tác phòng chống xuất cảnh trái phép trên địa bàn, đảm bảo các người dân đi qua lại khu biên giới đều được đưa vào khu cách ly. Và hiện nay ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thì có 3 cái khu cách ly, cho đến hiện nay từ 6 Tết đến nay thì đã cái số người qua biên giới mà đưa vào khu cách ly đã xấp xỉ 3.000 người, trong đó là có 2.170 người đã hết 14 ngày cách ly để đưa được về địa phương. Bên cạnh đó ở tại cửa khẩu thì cũng đã thành lập các cái khu vực cách ly ở tại cửa khẩu để trong cái việc giao nhận hàng ngay sát biên giới chứ không đi sâu vào trong nội địa, và đảm bảo công tác phòng chống dịch đối với lái xe chủ hàng ngay từ lúc ra vào biên giới. Thì các lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt về thân nhiệt cũng như là các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh để tạo điều kiện thuận lợi cho trong phòng chống dịch bệnh và hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn cửa khẩu. Thứ hai là về công tác đối ngoại, thì tỉnh Lạng Sơn rất chú trọng công tác đối ngoại với Quảng Tây. Trong thời gian sau Tết, khi mà dịch bệnh Covid diễn ra, thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã gửi thư đến đồng chí Bí thư Lộc Tâm xã, Bí thư khu ủy Quảng Tây Trung Quốc, rồi đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh cũng đã gửi thư đến đồng chí Chủ tịch của khu tư sĩ dân tộc Chào Quảng Tây Trung Quốc. Đồng thời là các lực lượng chức năng cũng như là lãnh đạo tỉnh đã ủng hộ các cái trang thiết bị y tế phòng chống dịch cho Quảng Tây Trung Quốc với trị giá gần 5 tỷ đồng. Thì qua cái thực hiện tốt công tác đối ngoại cấp cao thì cũng đã tạo thuận lợi cho cái hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Thì bên cạnh đó thì lãnh đạo ủy ban đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực là hội đàm với Trung Quốc theo cái từng cấp. Ngày 20 tháng 2 năm 2020 thì Sở Công Thương chúng tôi cũng đã hội đàm với Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc tại km số 0, và Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đống Đa Lạng Sơn cùng các lực lượng chức năng ở cửa khẩu và các sở ngành liên quan thì cũng đã gần 20 lần hội đàm ở tại km số 0 cũng như là tại mốc tại cửa khẩu Tân Thanh để phối hợp đề nghị tháo gỡ từng bước một khôi phục lại hoạt động xuất khẩu ở tại các cửa khẩu cũng như là các cái biện pháp để nâng cao cái năng lực thông quan hàng hóa ở tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó thì Sở Công Thương chúng tôi cũng như là các lực lượng chức năng đã thường xuyên nắm bắt cái tình hình xuất khẩu ở tại các cửa khẩu cũng như là các cái diễn biến về chính sách thương mại biên giới của phía bạn Trung Quốc, để từ đó chúng tôi cũng đã kịp thời báo cáo Ủy ban tỉnh, báo cáo Bộ Công Thương và đề nghị với Thủ tướng Chính phủ để từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho hoạt động xuất khẩu trên địa bàn. Hàng ngày thì Sở Công Thương chúng tôi đã cập nhật cái tình hình xuất khẩu trên các địa bàn để báo cáo cục xuất nhập khẩu chỗ đồng chí Hải đây các cái diễn biến từng ngày, và vào những cái thời điểm mà ùn ứ ở tại các cửa khẩu như trong giai đoạn ở tại cửa khẩu Tân Thanh hiện nay cũng như là sau Tết thì chúng tôi đã có những khuyến cáo, đã gửi văn bản đến Sở Công Thương của các địa phương, trong đó khuyến cáo các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng để có cái kế hoạch trong hoạt động xuất nhập khẩu, đưa hàng lên cửa khẩu hợp lý để tránh những ủn tắc cửa khẩu gây thiệt hại kinh tế. Mặt khác thì chúng tôi cũng khuyến cáo và các doanh nghiệp hiện nay thì đang hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo loại hình tiểu ngạch thì chuyển hướng sang xuất khẩu chính ngạch có hợp đồng ngoại thương để tránh cái rủi ro trong hoạt động thương mại. Thì với các cái biện pháp như trên thì các lực lượng chức năng ở tại Lạng Sơn cũng đã tham mưu tích cực cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho Bộ Công Thương, rồi cho Chính phủ và các bộ ngành để qua đó là đã tháo gỡ khó khăn, khôi phục lại cái hoạt động xuất nhập khẩu ở tại các cửa khẩu. Xin cảm ơn ông Phùng Văn Hội. Xin hỏi ông Vi Công Tường là với vai trò của cơ quan gác cổng nền kinh tế thì khi dịch Covid nó tác động ảnh hưởng đến cái xuất khẩu nông sản thì Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã có những cái biện pháp như thế nào để đẩy nhanh cái thời gian thông quan? Dịch Covid mang lại kinh nghiệm như thế nào trong vấn đề
tuân thủ các cái quy định pháp luật của hải quan và các cái quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của phía doanh nghiệp, cũng như là cái bài học như thế nào đối với hoạt động thông quan của cơ quan hải quan? Vâng, thì về phía cơ quan của chúng tôi thì ngay cái thời gian mà đang còn nghỉ Tết Nguyên đán ấy, sau khi nắm bắt được cái thông tin dịch Covid bùng phát ở Trung Quốc, thì qua các kênh thông tin từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như là về phía hải quan Trung Quốc có thông tin lại là do tình hình dịch bệnh thì việc thông quan mở cửa trở lại biên giới sẽ chưa thể thực hiện ngay theo cái lịch nghỉ Tết hàng năm, mà họ sẽ thông báo là sẽ kéo dài khi nào tình hình dịch bệnh giảm xuống sẽ thông báo sau. Thì ngay sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi đã chủ động thông tin lại với các ngành, đặc biệt với Sở Công Thương Lạng Sơn, thì báo cáo Ủy ban tỉnh Lạng Sơn để có các cái khuyến nghị với ngành công thương cả nước, khuyến nghị cho các doanh nghiệp là chủ động trong vấn đề sản xuất kinh doanh cũng như là tiêu thụ nông sản. Và ngay sau khi tình hình được thông quan trở lại thì cơ quan hải quan chúng tôi lại tiếp tục phối hợp các ngành là thực hiện công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch và hướng dẫn thủ tục thông quan hàng hóa trong thời kỳ chống dịch. Đặc biệt là xác định cái năng lực thông quan phía Trung Quốc là rất chậm, chúng tôi đã chủ động phân luồng các loại hàng hóa. Ví dụ nông sản thì qua địa bàn Lạng Sơn rất nhiều loại, thì chúng tôi phân luồng cho các loại chống hư hỏng, ví dụ như là chuối rồi là dưa hấu thì chúng tôi ưu tiên đặc biệt để đi trước, còn những mặt hàng nào có thể bảo quản lạnh, bảo quản hàng khô có thể là đi muộn hơn. Đặc biệt là trong những thời điểm đó chúng tôi thực hiện cái việc làm thêm giờ, làm việc ngoài giờ chính, làm việc trong những ngày lễ ngày nghỉ. Và một nội dung nữa rất quan trọng biệt là anh hội có trao đổi, tức là cơ quan hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia các buổi hội đàm của ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, sở ngoại vụ, thì qua đó chúng tôi đồng tình với cái chỉ đạo của tỉnh là thỏa thuận thống nhất với họ là tăng cường năng lực thông quan, đặc biệt là tiếp tục mở thêm các cửa khẩu phụ để việc tiêu thụ nông sản được thuận lợi hơn. Thứ hai nữa là đưa ra những cái giải pháp có thể là tạo thuận lợi cho hàng nông sản ta, ví dụ hiện nay là phía Trung Quốc mà hạn chế về năng lực bốc xếp thì đề nghị họ cho phương tiện họ sang phía Việt Nam để bốc xếp, như vậy thì sẽ có thể giải tỏa hàng hóa nhanh hơn. Tuy nhiên các vấn đề này cũng đang trong quá trình thực hiện đàm phán, và cơ quan hải quan chúng tôi cũng đã chủ động có văn bản trao đổi với hải quan Nam Ninh Trung Quốc với các cái biện pháp trên. Thì bởi vì hiện nay theo quy định pháp luật Trung Quốc ấy, thì cơ quan hải quan Trung Quốc họ làm cả cái nhiệm vụ là kiểm dịch, kiểm nghiệm, do đó là cái việc thông quan được hay không thì trước tiên họ dựa trên cơ sở có đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch y tế không, thì do cơ quan hải quan Trung Quốc ấy, thì chúng tôi đã có trao đổi nhiều lần và cũng có cái đề nghị để phía hải quan Trung Quốc phối hợp với hải quan Lạng Sơn để tạo những điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản. Thì qua cái dịch Covid đã để bài học kinh nghiệm, thứ nhất là đối với doanh nghiệp, thì tôi thấy bài kinh nghiệm với doanh nghiệp là nhất là các chủ hàng, các người vận chuyển hàng hóa trong khi thời điểm mà chống dịch ý, thì phải tuân thủ các quy định về khai báo y tế, kiểm tra y tế của kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch y tế hai nước. Đặc biệt là phải tự trang bị cho mình những kiến thức, những trang bị thiết bị mà phục vụ cho cái việc phòng dịch, chống cho bản thân mình, trong cộng đồng và cho mọi người dân của châu Á. Về thứ hai, trong điều kiện mà dịch bệnh, việc thông quan hàng hóa không thể là như bình thường được ấy, thì cái việc mà thực hiện các cái tiêu chuẩn trong sản xuất, ví dụ đóng gói theo quy chuẩn nước nhập khẩu ấy, thì chúng ta phải đề cao. Đặc biệt là cái công nghệ bảo quản cũng sẽ phải là thực hiện. Trong đó là vừa qua chúng ta biết Trung Quốc hiện nay đã triển khai cái việc mà truy xuất nguồn gốc đối với hàng nông sản của ta, thì trong thời điểm dịch bệnh này thì phía bạn kiểm soát càng chặt chẽ hơn, do đó chúng ta phải tuân thủ những cái nội dung mà đã được hai nước thỏa thuận trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Về thứ ba thì việc mua bán hàng hóa đến nước ngoài ấy, cần phải thể hiện bằng cụ thể hóa bằng các hợp đồng mà chúng ta gọi là chính ngạch mà anh hội vừa nêu ấy. Thì kinh nghiệm vừa qua cho thấy là khi mà tình hình dịch bệnh giảm xuống, Trung Quốc cho phép thông quan thì họ ưu tiên cái hàng hóa nào của các doanh nghiệp được có ký kết hợp đồng với phía Trung Quốc thì ưu tiên được xuất trước, còn cái hàng hóa trao đổi cư dân biên giới thì chúng ta gọi tiểu ngạch thì họ tạm thời gác lại. Thì báo cáo của anh thì hiện nay cũng đang dần dần khôi phục, nhưng tuy nhiên chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta chuẩn bị sẵn những hợp đồng mà theo các quy định, theo thông lệ về thương mại quốc tế thì đương nhiên chúng ta sẽ không bị động trong những cái thời điểm như vậy. Về thứ tư, trong cái điều kiện mà yêu cầu chất lượng hàng hóa của Trung Quốc ngày càng và thị trường quốc tế ngày càng đòi hỏi nó càng cao, người ta tập trung vào chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp qua chế biến và được bảo quản, và nếu để đề phòng khi một cái thị trường nào đó mà bị trục trặc thì chúng ta có thể có thị trường khác tiêu thụ hoặc thị trường trong nước. Và cũng có thể là cũng đề nghị các cái doanh nghiệp logistics như công ty Xuân Cương ngay cũng nghiên cứu đầu tư xây dựng các hệ thống kho lạnh rồi kho thường để bảo quản hàng hóa, để chống trường hợp như vừa rồi chúng ta
tập trung hàng nghìn phương tiện mà đỗ trên bãi mà hàng ngày nổ máy chạy xăng rất tốn kém. Nếu chúng ta có hệ thống kho, chúng ta bảo quản thì khi là xuất khẩu được, chúng ta xuất khẩu rất, nó sẽ rất thuận lợi và sẽ không bị thiệt hại về kinh tế. Về vấn bài học kinh nghiệm với cơ quan hải quan ấy, thì thứ nhất chúng tôi thấy là cái việc chủ động nắm thông tin từ phía doanh nghiệp và phía hải quan Trung Quốc ấy, thì cũng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong cái việc mà thông tin trở lại với các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng để cùng nhau chung tay chống dịch. Về thứ hai nữa thì việc phòng chống dịch Covid lần này ấy, thì chúng tôi cũng phải chủ động rút kinh nghiệm trong các phương án, đặc biệt là vấn đề xây dựng cho các phương án riêng cho lực lượng mình. Ví dụ nó có xảy ra dịch bệnh ở một cửa khẩu nào phát sinh thì chúng tôi phải có cái phương án có thể xử lý được ngay, tránh không để trường hợp cửa khẩu phải đóng lại một ngày nào đó vì do chúng ta chủ quan trong các phòng chống dịch. Xin cảm ơn Lý Công Cường. Ở dưới góc độ thực tiễn của doanh nghiệp thì xin hỏi ông Trần Ngọc Anh là trong cái bối cảnh mà dịch Covid gây khó khăn cho cái xuất khẩu nông sản cũng như là cái hoạt động cung cấp các cái dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu, thì công ty Xuân Cương đã có những cái biện pháp như thế nào để mà mình tự tháo gỡ khó khăn cho mình, cũng như là trong thời gian tới đây thì công ty Xuân Cương có những cái biện pháp như thế nào để nâng cao được cái chất lượng dịch vụ cũng như là các cái giải pháp để có thể là phối hợp hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu cái mặt hàng nông sản qua khu vực cửa khẩu được thuận lợi và bền vững hơn. Khi mà cái dịch Covid-19 xảy ra tại Trung Quốc cũng như là bắt đầu là có cái sự bùng phát trên ở Việt Nam và trên cả thế giới thì nó có một cái tác động rất là lớn đến công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cương chúng tôi. Thứ nhất đấy là những cái gánh nặng về các cái loại chi phí, về tiền lương, chi phí trả lãi ngân hàng và chi phí vận hành công ty. Nó tạo ra một cái sức ép nặng nề. Trong khi đó thì trong cái việc mà chung tay cùng với cả nước chống dịch Covid-19 thì đứng trên cương vị của một cái doanh nghiệp cung cấp cái dịch vụ bến bãi và logistics thì công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cương đã có rất nhiều những cái giải pháp hỗ trợ các cái doanh nghiệp là đối tác xuất nhập khẩu hàng hóa qua bến bãi của công ty Xuân Cương. Đấy là tất cả những cái xe hàng xuất khẩu trong cái giai đoạn mà tháng 2 phải nằm cách ly sau khi mà trở về từ Trung Quốc thì chúng tôi chỉ thu phí một lần. Tức là có những xe nếu như trong các giai đoạn trước thì chúng tôi có thể thu khoảng trong vòng 21 ngày chẳng hạn là 8,4 triệu thì chúng tôi chỉ thu một lần 400.000 đồng. Tức là cái việc mà cái giảm cái chi phí một là tối thiểu cho các cái đối tác, tổng cái lượng mà giảm chi phí trong tháng 2 của chúng tôi là gần 1 tỷ đồng cho các cái bạn hàng. Cái việc mà khó khăn ấy, nó đè lên Xuân Cương là khó khăn chống khó khăn, thì một loạt những cái giải pháp của chúng tôi ngay lập tức đã được đưa ra. Đấy là về việc mà tái cơ cấu của công ty, tái cơ cấu cả về nhân sự, tái cơ cấu cả về tài chính, làm sao mà điều phối được cái lượng mà nhân sự là hợp lý nhất, hiệu quả nhất, cũng như là điều phối các cái nguồn tài chính của công ty để có thể là phục vụ cho cái việc mà đối phó với lại cái dịch Covid-19 này một cách hiệu quả. Một loạt những cái giải pháp mà chúng tôi cũng đề ra, tuy nhiên nó cũng là những cái khó khăn. Tức là thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng có để nâng cao được cái năng lực mà giải phóng hàng hóa thì bắt buộc chúng tôi phải có mặt bằng. Thì chúng tôi cũng trong thời gian vừa rồi cũng đã có một cái văn bản gửi Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Lạng Sơn về việc là mở rộng cái điểm tập kết và kiểm tra hàng hóa cho công ty trách nhiệm Xuân Cương để có thể là nâng cái diện tổng cái diện tích là sử dụng lên khoảng tầm 17 hectare thì có thể giải phóng được cái lượng xe mà xuất nhập khẩu qua cửa khẩu hữu nghị một cách tốt hơn. Tuy nhiên thì lúc ấy anh Tường cũng có trao đổi về cái việc là những cái giải pháp mà xây thêm các cái kho lạnh cũng như là kho nóng để có thể là chứa hàng thì đấy cũng là một cái mà niềm mong muốn của công ty trách nhiệm Xuân Cương. Tuy nhiên thì nó lại cũng là một cái cản trở, đấy là cái công tác giải phóng mặt bằng của chúng tôi thì hiện tại là còn khoảng hơn 8 hectare nữa là chưa được giải phóng, và khi mà các cái mặt bằng chưa giải phóng thì chúng tôi không thể có diện tích để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu của cái việc mà xây dựng cái kho hàng kho lạnh để chứa hàng trong những cái dịp mà ứng phó với lại cái dịch Covid như thế này. Và trong cái bối cảnh mà
một cái dịch bệnh nó bùng phát như này, thì đứng trên cương vị thực tiễn của một cái doanh nghiệp bến bãi và logistics, thì chúng tôi cũng có một số những cái kiến nghị đến các cái cơ quan chức năng như sau. Thứ nhất đấy là với Bộ Công Thương, đặc biệt là Cục Xuất Nhập Khẩu, thì chúng tôi là mong muốn có những cái chiến lược dài hơi mang tầm vĩ mô hơn. Chỗ anh Hội cũng như anh Tường cũng nói là có cái việc là khuyến nghị bà con khi mà xuất khẩu hàng nông sản nên có cái hợp đồng ngoại thương giữa hai nước thì có thể xuất khẩu tốt hơn. Tuy nhiên tôi thấy rằng là cái việc khuyến nghị đấy nó chưa đủ, nên chăng là Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp nhanh chóng xây dựng những cái chợ thương mại điện tử về nông sản. Đấy là một cái cầu nối trong cái thời đại này để có thể giúp cho cái việc mà thông thương ký kết hợp đồng giữa hai nước nó có thể tốt hơn. Thứ hai nữa là tôi cũng kiến nghị luôn với lại trách nhiệm của bà Công Thương, đấy là xây dựng những cái kênh thông tin chính thống về xuất nhập khẩu, có sự tham gia của rất nhiều các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong đó, để có thể là cái thông tin được truyền tải một cách nhanh chóng và tốt nhất, để tránh cho cái việc mà khi mà Bộ Công Thương ra cái khuyến nghị là tránh việc đưa hàng lên cửa khẩu một cách nhiều quá vào giai đoạn dịch bệnh, nhưng mà cái thông tin đến bà con nó cũng chưa được một cách là đầy đủ, thì cũng sẽ rất là khó để cho bà con tiếp cận được cái nguồn thông tin. Một cái kiến nghị nữa với lại các cái về Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn là cũng hỗ trợ chúng tôi nhanh chóng trong cái việc mà cấp phép cái việc mà mở rộng cái điểm tập kết và kiểm tra hàng hải quan, cũng như là một kiến nghị cuối cùng tới Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn là hỗ trợ doanh nghiệp trong cái công tác giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp có mặt bằng có thể đầu tư, tiếp tục đầu tư để làm chỉnh trang và làm tốt cái bộ mặt của một cái cửa khẩu quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Trong cái xuất khẩu nông sản của Việt Nam ấy, thì mình đang phụ thuộc vào cái thị trường Trung Quốc rất là nhiều. Trong khi đó thì Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan bây giờ cũng đang có những cái định hướng để mở thêm những cái hướng đi mới cho cái mặt hàng nông sản. Thì xin hỏi Trần Thanh Hải là Bộ Công Thương và các cái bộ ngành trung ương đã có những cái biện pháp như thế nào về cái việc này? Thì hiện nay thì Bộ Công Thương cũng đã trong thời gian vừa qua thì cũng đã chủ trì đàm phán rất nhiều các cái hiệp định thương mại và qua đó đã giảm được cái hàng rào thuế quan. Nhưng đối với những sản phẩm nông sản thì hàng rào thuế quan chưa đủ mà chúng ta còn có thêm những cái biện pháp về kỹ thuật. Thế cái bước tiếp theo ở đây là chúng ta cũng phải đàm phán với các nước để mở cửa về cái khía cạnh kỹ thuật, về cái biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví dụ như là hiện nay với Trung Quốc thì chúng ta mới có 9 loại trái cây được xuất khẩu sang nông, trong khi tiềm năng của chúng ta còn rất nhiều. Đến đây thì sẽ là một cái chặng đường để chúng ta cũng hãy tiếp tục phải đàm phán với cả các nước. Tiếp theo nữa đó là cái việc chúng ta cũng phải có một cái hoạt động về xúc tiến thương mại nó bài bản. Cái này thì trong thời gian vừa qua chúng ta cũng làm được khá tốt, nhưng mà ở đây trong cái thời đại hiện nay thì cái hoạt động xúc tiến nó cũng gắn liền với cái yếu tố công nghệ, cũng như là cái việc mà triển khai những cái kênh bán hàng trực tuyến như vừa rồi đại diện của công ty Sơn Cương cũng có đề cập. Thì cái xúc tiến thương mại nó cũng sẽ có cái tính chất đa dạng hơn, thậm chí là không phải chỉ có các đoàn của chúng ta đi ra ngoài mà mời cả các đoàn mua hàng của nước ngoài vào Việt Nam. Những kinh nghiệm như vừa qua chúng ta đã thấy như là ở Bắc Giang đã làm rất là tốt khi mà đưa được thương nhân Trung Quốc vào và trực tiếp lựa chọn hướng dẫn để đưa lên biên giới, thì cái khâu thủ tục xuất khẩu nó cũng rất là nhanh. Rồi tiếp theo nữa đó là cái vấn đề về các cái hoạt động và các vấn đề về gian lận, phòng chống gian lận xuất xứ. Thì đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối trong cái thời điểm hiện nay, khi mà các cái gian lận như vậy nó có thể gây ảnh hưởng cho đến các cái cả một cái ngành hàng. Mà trong cái ngành thủy sản hiện nay thì chúng ta đang thấy có cái cáo buộc từ phía EU hoặc từ phía Hoa Kỳ. Đấy, thì đối với các việc phòng chống gian lận như vậy thì chúng cần phải có cái sự chung tay của các hiệp hội cũng như các doanh nghiệp, chúng ta tự giác có một cái làm ăn và theo đúng một cái chuẩn mực và không có cái sự gọi là gian lận ở đây, thì chúng ta mới có thể duy trì được cái xuất khẩu tốt. Rồi bên cạnh đó nữa thì chúng ta thấy rằng các cái biện pháp bảo hộ của các nước hiện nay nó cũng, các nước cũng đưa ra rất nhiều các hình thức bảo hộ khác nhau, có thể là các cái biện pháp về chống bán phá giá, chống trợ cấp, hoặc có thể là thông qua những cái hàng rào về mặt biện pháp kỹ thuật. Thì cái việc đấu tranh với các cái biện pháp bảo hộ mà phi lý, bất hợp lý thì sẽ luôn luôn là một cái nhiệm vụ lâu dài và nó cần cái sự phối hợp của cả chính phủ, cả các hiệp hội và các doanh nghiệp. Thì về cơ bản
Khi chúng ta thực hiện được những cái nhiệm vụ như vậy thì hy vọng trong thời gian tới xuất khẩu nông sản của chúng ta cũng sẽ đi vào một cái nền nếp và nó sẽ có cái sự tăng trưởng nhưng gắn với cái sự bền vững và nó tránh những cái hiện tượng chúng ta đã từng thấy như là mất mùa, được mùa mất giá hoặc là những cái sự mà gọi là dồn ứ nông sản ở trên biên giới trong cái thời gian vừa qua. Thì qua ý kiến của ông Hải, Phó Cục Xuất khẩu Bộ Công Thương thì cũng thiết nghĩ rằng là các bộ ngành chúng ta cần tập trung vào để chúng ta dự báo tình hình thị trường để từ đó chúng ta có các cái định hướng quy hoạch các cái vùng trồng các cái nông sản để nó đảm bảo phù hợp với cái nhu cầu của thị trường. Thì qua đó thì cũng đã sẽ giúp cho một là cái nông sản chúng ta là chúng ta có một cái kế hoạch định hướng sẵn đối với những nông sản chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường, đặc biệt là sang thị trường của Trung Quốc. Thứ hai cũng đồng tình với ý kiến của ông Hải, tức là chúng ta phải nâng cao cái chuỗi giá trị từ nuôi trồng đến thu hoạch đến chế biến và đến tiêu thụ để nâng cao cái giá trị của hàng nông sản của Việt Nam. Và chúng ta không phụ thuộc vào một thị trường mà chúng ta sẽ có nhiều thị trường. Thì bên cạnh đó như vừa qua thì chúng tôi được biết là lãnh đạo Bộ Công Thương, đồng chí Bộ trưởng cũng đã rất là quyết liệt, đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để cùng đàm phán để mở đối với các cái hàng nông sản chúng ta tiếp tục được xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường, trong đó đặc biệt là cái thị trường Trung Quốc. Và ngày 13 tháng 3 năm 2020 vừa qua thì Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trực tiếp điện đàm với bí thư của khu ủy dân tộc Choang của Tây Trung Quốc để thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu qua các cái địa bàn của các tỉnh biên giới phía Bắc đối với phía bạn Trung Quốc. Thì qua đó những cái công việc cụ thể nhưng mà ý nghĩa rất thiết thực để góp phần thúc đẩy cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những mặt hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Kính thưa quý vị, thực tiễn trước đây cũng như khi dịch Covid bùng phát đã cho thấy xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc theo đường biên mậu gặp nhiều rủi ro về chính sách cũng như các rào cản kỹ thuật. Để nông sản xuất khẩu ổn định, hiệu quả, bền vững sang thị trường Trung Quốc nói chung và qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng, Bộ Công Thương đã khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam nên từng bước chuyển dần sang xuất khẩu theo phương thức chính ngạch, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn mác, bao bì, v.v. Đây là phương thức kinh doanh thương mại quốc tế văn minh, hiện đại, phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế, không chỉ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam xuất khẩu hàng hóa được ổn định, bền vững, mà còn góp phần quan trọng nâng cao được uy tín, vị thế của hàng hóa Việt Nam trên thương trường quốc tế. Một lần nữa, xin cảm ơn các diễn giả đã tham dự cuộc tọa đàm. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.